mình là Việt Hà Bắc Sơn và ngày hôm nay sứ mệnh của mình đó là mang lại nụ cười xinh, hàm răng trắng đến tất cả các bạn trên đất nước Việt Nam này biết tới Facebook của Việt Hà Bắc Sơn. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó chính là tinh dầu gia truyền dạ thảo liên trị các vấn đề về răng miệng. Đây là cái lọ tinh dầu dạ thảo liên trị tất cả các vấn đề về sâu răng, viêm lợi, viêm amidan, rồi là viêm họng, rồi là viêm đường hô hấp, rồi là bệnh hôi miệng, rồi là bệnh sún răng, rồi là những bệnh về viêm lợi, rồi là bệnh nhiệt miệng thì đều có thể chữa được bằng sản phẩm này. Đặc biệt là nó còn trị được cả viêm tai giữa, rồi là đau nhức mỏi cơ và côn trùng đốt, xua đuổi côn trùng. Và đặc biệt đó là nếu mà bạn bị ong đốt hoặc là bị muỗi đốt thì bạn có thể chấm tinh dầu này vào thì nó sẽ không bị sưng và nó sẽ chìm ngay những cái vết cắn đó xuống dưới da và không nhìn thấy nữa. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm này. Thứ nhất đó là sản phẩm này được sản xuất từ các loại tinh dầu hoàn toàn từ tự nhiên. Các bạn có biết không, một lít tinh dầu được sản xuất ra là mất 50kg nguyên liệu để sản xuất ra được một lít tinh dầu. Vì vậy đâm nó rất là cô đặc. Cả một cái cây, nếu như các bạn biết là khi mà nó được chiết thành dầu ấy, cái dầu, tinh dầu là nó có tác dụng đó là kháng lại tất cả những cái vết viêm, kháng khuẩn. Vì vậy đâm tinh dầu là thứ tốt nhất ở trong một cái cây. Vì vậy đâm dạ thảo liên đã ứng dụng cái công nghệ, cái công thức gia truyền và chế tạo ra một loại tinh dầu gọi là tinh dầu trị các loại bệnh về răng miệng. Đấy. Và ngày hôm nay Việt Hà Bắc Sơn sẽ giới thiệu cho các bạn biết những cái thành phần tinh dầu được dạ thảo liên sử dụng để chiết xuất ra cái lọ tinh dầu răng miệng này. Thứ nhất đó là tinh dầu trầu không. Thứ hai đó là tinh dầu hương nhu. Thứ ba đó là tinh dầu bạc hà. Thứ năm đó là tinh dầu xạ hương. Thứ sáu đó là tinh dầu quế. Và rất là nhiều các loại tinh dầu liên kiện khác. Đầu tiên mình xin giới thiệu cho các bạn về tinh dầu trầu không. Tinh dầu trầu không thì có thể là có công dụng đó là làm dịu các cơn đau, bảo vệ sức khỏe của răng miệng, chữa ho, khử trùng, chữa viêm phế quản, viêm họng, rồi là các bệnh về đường phổi. Đấy. Tiếp theo đó là tinh dầu hương nhu. Tinh dầu hương nhu thì có công dụng đó là giảm sốt, cảm mạo, nhức đầu, đau họng, buồn nôn, rồi là trị cảm lắng, cảm ớn lạnh, sốt ớn lạnh này. Đó là công dụng của cái sản phẩm này. Tiếp theo đó là long đờm, ức chế lấm ngoài da. Đó là cái công dụng của cái tinh dầu hương nhu này. Tiếp theo đó là tinh dầu bạc hà. Tinh dầu bạc hà thì có tác dụng đó là tăng cường miễn dịch, tăng cường cho hệ miễn dịch này, trị ho, cảm mạo, nhức đầu, rồi là làm giảm những cái cơn đau này, trị bệnh về đường hô hấp này, trị viêm họng này, rồi là hen suyễn này, giảm hôi miệng, xua đuổi côn trùng đốt và chữa dị ứng, chữa các vết cắn của côn trùng. Tiếp theo đó là tinh dầu xạ hương. Tinh dầu xạ hương thì có công dụng đó là trị ho, rồi là trị hen suyễn, rồi là giúp cho khai thông tắc nghẽn về đường hô hấp này và diệt khuẩn, chống viêm, chống nhiễm trùng. Tiếp theo đó là tinh dầu hương nhu có công dụng đó là giảm sốt, giảm cảm mạo, trị nhức đầu, đau họng, buồn nôn, trị cảm lắng, cảm lạnh. Đó là công dụng của các loại tinh dầu ở trong một lọ tinh dầu nhỏ như thế này. Đấy, có rất là nhiều những vị để giúp cho mình trị được rất là nhiều bệnh. Và sau đây Việt Hà Bắc Sơn sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng để có thể trị được rất là nhiều loại bệnh. Thứ nhất là các loại bệnh về răng miệng. Đấy, đầu tiên là các loại bệnh về răng miệng nhé. Ví dụ như các bạn bị nhiệt miệng này, các bạn bị đau răng này, sâu răng này, sún răng này, hôi miệng này, thì các bạn hãy sử dụng sản phẩm như sau. Đầu tiên ấy là các bạn súc miệng, là các bạn đánh răng với sản phẩm. Thì các bạn hãy lấy kem đánh răng. Các bạn hãy lấy kem đánh răng và cho vào đây, sau đó thì các bạn lấy 2 giọt tinh dầu, 1 đến 2 giọt tinh dầu. Đây.
Các bạn lấy 1 đến 2 giọt tinh dầu nhỏ vào cái kem đánh răng này này. Đấy. Các bạn sẽ nhỏ vào kem đánh răng này. Sau khi nhỏ vào kem đánh răng thì các bạn hãy đánh răng trong vòng 1 đến 2 phút đồng hồ với kem đánh răng và tinh dầu. Đây. Mình đã nhỏ tinh dầu vào đây rồi và chỉ việc đánh răng thôi. Đánh răng trong vòng 2 phút với tinh dầu. Thì khi các bạn đánh răng như thế sẽ làm loại bỏ sạch toàn bộ những con vi khuẩn gây sâu răng. Đấy. Và giúp cho răng miệng của chúng ta sạch sẽ. Nhất là nếu mà bạn nào bị viêm lợi này thì các bạn nếu mà bị nhiệt miệng nhá. Nếu bạn bị nhiệt miệng hoặc là viêm lợi có mủ ấy thì bạn hãy bóp cái mủ đó ra, sau đó thì là chấm thuốc này vào, còn chấm cái tinh dầu này vào. Còn bình thường thì nếu như và tiếp tục là vẫn đánh răng như thế. Đánh răng xong thì các bạn hãy dùng một chén nước, tầm độ 20 ml nước. Các bạn nhỏ một giọt tinh dầu vào, khuấy đều, sau đó các bạn ngậm và súc miệng trong vòng 2 phút để loại bỏ sạch những con vi khuẩn ở trong khoang miệng của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta hãy lấy cái gạt lưỡi được tặng kèm. Đấy, để chúng ta cạo. Chúng ta hãy cạo. Chúng ta hãy thè lưỡi ra và chúng ta cạo hết cái phần trắng ở trong lưỡi. Đó là những cái vết lấm lưỡi. Khi chúng ta cạo sạch đi thì chúng ta sẽ loại bỏ bớt những cái con vi khuẩn đang trú ngụ ở vùng lưỡi của chúng ta đi. Đấy. Và chúng ta sẽ giảm được những cái bệnh về đường hô hấp rất là nhanh khi chúng ta áp dụng các bước mà Việt Hà Bác Sơn vừa nói. Tiếp theo là để trị viêm họng, viêm phế quản và viêm amidan. Thì các bạn sử dụng như sau. Thứ nhất, vẫn đánh răng như Việt Hà Bác Sơn vừa hướng dẫn. Sau đó ngậm và súc miệng sản phẩm trong vòng 1 đến 2 phút. Rồi chúng ta hãy lấy một giọt này và chúng ta nhỏ vào miệng và nhuốt từ từ. Lấy một giọt nhỏ vào miệng và nhuốt từ từ nha. Đấy. Và tiếp theo chúng ta lấy một giọt nữa. Chúng ta lấy thêm một giọt nữa. Chúng ta bôi vào phần cổ họng và massage đều trong vòng 2 phút. Đấy. Nếu như chúng ta bị cả đau đầu, khó thở thì chúng ta hãy lấy một giọt ra, chúng ta miết vào phần mũi và thở thật sâu để giúp cho tinh dầu nó làm cho mũi của chúng ta thông mũi mát họng đấy. Và bắt đầu là xoa tinh dầu ra hai bên thái dương và chúng ta tiến hành massage ở những cái vùng mà chúng ta bị đau nhức. Đấy. Và đặc biệt sản phẩm này nó còn giúp cho chúng ta trị những cái vết đau ở cơ thể, ví dụ như đau cơ. Đấy, thì chúng ta hãy bôi vào phần của chúng ta đang bị đau và chúng ta massage, bóp, xoa bóp và massage trong vòng 2 phút đồng hồ để tinh dầu thẩm thấu sâu và làm cho cái vùng đau đấy nó được giảm đau ngay tức thì. Đấy. Tiếp theo đó là với những bạn mà bị viêm tai giữa. Với những bạn mà bị viêm tai giữa nha, thì hãy làm như sau. Thứ nhất đó là lấy một cái tăm bông thật sạch, sau đó vệ sinh tai sạch sẽ và rửa vệ sinh tai sạch sẽ với có thể là với nước muối sinh lý hoặc oxy già. Sau đó vứt cái tăm bông đó đi và lấy một cái tăm bông khác nhúng vào tinh dầu. Đấy, nhúng vào tinh dầu xong chúng ta bắt đầu là khuấy vào phần nội tai để chúng ta làm cho tinh dầu thẩm thấu vào bên sâu bên trong tai. Sau đó chúng ta lấy hai miếng bông nhít tai lại. Đấy, nhít tai lại để cho tinh dầu nó không bị bay hơi ra bên ngoài mà nó sẽ thẩm thấu sâu ở bên trong và giúp cho chúng ta là chữa khỏi viêm tai giữa. Đấy, chúng ta thực hành trong vòng vài hôm thì chúng ta sẽ khỏi triệt để viêm tai giữa. Còn với những bạn nào mà bị đau răng mà có cái vết sâu răng to ấy, ở trong răng có lỗ, hình thành các cái lỗ, thì các bạn lấy sạch thức ăn và những cái bẩn ở trong cái lỗ sâu răng đó ra. Sau đó chúng ta nhỏ một giọt tinh dầu vào và lấy một ít bông nhít cái lỗ đó lại. Đấy, để cho thức ăn của chúng ta không bị nhét tiếp vào cái lỗ đó nữa. Và chúng ta tiến hành đánh răng súc miệng hàng ngày. Bao giờ khỏi sâu răng thì chúng ta đi hàn lại cái lỗ đó. Thế là chúng ta đã chữa khỏi hoàn toàn sâu răng nha. Đấy. Và sản phẩm này có giá bán lọ dùng thử 5ml là 120.000, lọ to 20ml là 270.000. Bạn nào muốn mua hàng thì hãy liên hệ với Việt Hà Bắc Sơn theo số điện thoại là 0963 146 392. Mình tuyển sỉ toàn quốc. Xin chào tất cả các bạn.